Xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn một ngôi nhà cấp 4 mái Thái rất đẹp ở vùng quê. Hiện tại tôi đang ở tổ 4 khu Đồng Minh, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Và phía sau tôi là ngôi nhà mái Thái của gia đình anh Triều. Và giờ các bạn có thể tham quan toàn cảnh ngôi nhà. Và các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ những thông tin hữu ích này. Bạn nào cần những cái mô hình 3D và bản vẽ CAD 2D của ngôi nhà này thì hãy để lại địa chỉ Gmail, tôi sẽ chuyển cho các bạn. Và chúc các bạn một ngày khám phá ngôi nhà đẹp ở vùng quê. Và chúng ta cùng khám phá nhé. Ngôi nhà đang được thi công vào phần hoàn thiện, thì các bạn quan sát các bác thợ đang xây cái bậc tam cấp. Rồi các bạn thì quan sát phía bên ngoài của ngôi nhà trước. Lấy mẫu để quay cho các bạn xem trên YouTube Phạm Văn Tuân. Đây là con đường đi vào xóm, các bạn có thể quan sát cảnh phía ngoài. Đây là con đường bê tông nữa này, các bạn nhìn. Rồi chúng ta có thể quan sát phía bên cạnh của mái nhà trước. Đứng ở góc độ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy hệ mái của ngôi nhà. Ở bên phía trước các bạn vừa quan sát thì không nhìn thấy hệ mái của ngôi nhà, nhưng ở góc độ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Và đây là con đường thôn quê này, các bạn nhìn. Rồi chúng ta sẽ khám phá tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ đi vào bên trong của các cái căn phòng bố trí trong ngôi nhà để các bạn có thể quan sát cùng tôi đi vào bên trong. Vừa rồi các bạn quan sát phía bên ngoài, nên chúng ta sẽ nhìn vào bên trong này. Rồi, công trình đang được gấp rút hoàn thành để phục vụ Tết năm 2018 này. Các bạn quan sát cái phần trang trí ở phần mái, hệ mái của ngôi nhà. Phần hiên, để các bạn nhìn quan sát mái hiên. Rồi, tiếp theo thì các bạn nhìn cái hệ mái phía trên. Tôi sẽ zoom gần để các bạn quan sát này. Cái chi tiết của các cái vị trí trang trí ở phía trước của ngôi nhà. Đây cái phần hiên, các cái trang trí đầu cột, thợ đắp là các hình khối, các bạn nhìn rất khỏe khoắn trong ngôi nhà. Rồi xa xa là vườn cau, các bạn nhìn một vùng quê yên bình. Và đây là cái bậc tam cấp. Rồi chúng ta sẽ khám phá bên trong ngôi nhà và xem các cái không gian bố trí phòng như nào nhé các bạn nhé. Rồi chào các bác nhé, bác quay video để cho kênh YouTube những người thích kênh YouTube Phạm Văn Tuân đã hướng dẫn đào tạo lĩnh vực dạy vẽ và AutoCAD 2D. Rồi các bạn quan sát, đây là không gian của cái phòng khách và nhà vừa ốp gạch xong các bạn. Rồi với phòng khách thì chúng ta quan sát ở phía trên. Gia chủ bố trí không gian hợp lý. Bước vào đầu tiên chúng ta sẽ quan sát được phòng khách. Rồi nền nhà mới ốp xong. Tiếp theo phòng khách thì các bạn nhìn sang bên cạnh, phòng này là bố trí ở phòng thờ và bên này mới ốp gạch. Bác thợ đang sát mạch, biết cái mạch khít cái phần mạch đang lo để khít mạch. Bác hỏi lâu cái này có bao lâu không bác? À? Cái này là chiếc mạch này bao có phải lâu không? À, năm rồi. À, và để các bạn nhìn cái viên gạch vừa ốp xong cũng chưa kịp khô. Bây giờ đến cùng bạn biết phần này. Rồi chúng ta sẽ quan sát trên. Đa số là vị trí bằng hết, không có đắp nhiều họa tiết trang trí. Phòng đầu tiên là phòng thờ, các bạn vừa quan sát, chúng ta tiếp tục phòng khách này, ô cửa sổ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có không gian chia thành các phòng. Phòng thứ nhất, phòng ngủ số 1. Với phòng ngủ số 1 thì các bạn quan sát với cái phòng này. Theo như thiết kế là mời
16m2. 16m2 các bạn nhé. Phòng ngủ thứ nhất, một ô cửa hướng ra ngoài. Chúng ta sẽ đến phòng ngủ số 2. Đây là phòng ngủ số 2. Với phòng ngủ này có diện tích là 16m2. Có một ô cửa sổ. Và chúng ta có thể quan sát phần trên phía trên là phần trần. Phần trang trí rất đơn giản và gọn. Và chúng ta tiếp theo, đây là phòng. Phòng này là phòng ăn. Để theo thiết kế, phòng này phòng ăn sẽ đi cùng với xuống phía bếp này. Đấy, cái ô này xuống bếp, cho nên đây chúng ta sẽ là phòng ăn. Thì với nhà thiết kế là một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng thờ và một phòng ăn để sinh hoạt. Thì ở đây là cái phần đi xuống không gian phía dưới. Đây là phần để thiết kế khu vực bếp, nhưng ngoài ra trong bản vẽ thiết kế là có khu vực bếp sẽ chưa kịp làm và sẽ làm trong vài ngày tới. Các bạn quan sát về cái cửa đi xuống không gian bếp. Đây, chúng ta sẽ quay ra để các bạn xem. Quan sát. Đây là từ phòng khách thì nhìn ra ngoài để các bạn quan sát từ phòng khách nhìn ra nhà. Rồi các bạn tiếp tục quan sát thì bao giờ cái công trình hoàn thiện sơn thì tôi sẽ làm video tiếp để cho các bạn yêu thích nhà đẹp trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Thì các bạn hãy đăng ký kênh để nhận những video hữu ích nhất về những ngôi nhà đẹp mái Thái ở vùng nông thôn. Ngôi nhà tổng diện tích là 130m2 các bạn nhé. 130m2, bố trí hai phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng ăn. Rồi chúng ta sẽ quan sát khu tổng thể. Sát cái công đoạn làm bậc tam cấp của các bác tự xây. Theo như thiết kế thì ốp đá. Các bạn có thể quan sát lại một cái toàn cảnh của ngôi nhà phía ngoài. Vừa rồi tôi đã giới thiệu các bạn phía bên trong và bố trí các căn phòng. Và chúng ta quan sát lại toàn cảnh đây, phía mặt trước của ngôi nhà thì bên cạnh vẫn là ngôi nhà cũ của thời kỳ trước, bây giờ anh chị đã xây sang ngôi nhà mới phía bên. Đây là ngôi nhà hệ mái Thái cấp 4, có phòng, một phòng thờ, hai phòng ngủ và một phòng khách cùng với một phòng ăn nhé các bạn nhé. Thì với cái thiết kế đơn giản như này thì chúng ta có thể chi phí hoạch toán cho một cái ngôi nhà này rơi khoảng tầm 500 triệu để hoàn thành, giá khoảng 500 triệu các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn sang cái phía cạnh bên này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube Phạm Văn Tuân và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Chúc các bạn những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bạn nào muốn nhận cái mô hình 3D và bản vẽ 2D thì chúng ta để lại số điện thoại và địa chỉ Gmail. Chúng ta sẽ mất một chút kinh phí thì tôi sẽ chuyển cho các bạn.
Ở phía trước thì chúng ta không nhìn được cái phần mái ngói, các bạn phải nhìn sang bên cạnh. Phía cạnh của ngôi nhà thì chúng ta sẽ nhìn ra phần mái ngói của hệ mái của ngôi nhà. Đấy, chúng ta nhìn ở góc độ này thì các bạn mới quan sát được cái phần hệ mái của ngôi nhà nhé. Đấy, các bạn quan sát ở góc độ này thì chúng ta nhìn thấy hệ mái của ngôi nhà này. Đấy, toàn bộ hệ mái của ngôi nhà. Còn phía bên cạnh thì có ngôi nhà có dàn hoa giấy rất đẹp và thơ mộng ở một vùng quê. Đấy, con đường thôn xóm đổ bê tông rất đẹp các bạn nhé. Đấy, khi ngôi nhà hoàn thiện sẽ sơn lên thì hình ảnh sẽ rất đẹp và nổi bật. Các bạn chú ý quan sát. Đây là cái ngõ đường bê tông của thôn xóm, một vùng quê yên bình.